Ok, xin chào các anh chị em. Hôm nay thì mình sẽ lược dịch lại cái video số 15 là hướng dẫn viết smart contract dưới đơn vị trình soạn thảo một khối lệnh hay gọi là block tree. Đây là một trong những cái video của Simon Thompson trong chuỗi các video mà ngài làm nói về ngôn ngữ Merlin. Ok, chúng ta bắt đầu rồi. Trong cái video này thì tôi sẽ nói hướng dẫn cách viết lên cái hợp đồng thông minh thông qua trình soạn thảo là Blockly. Đây là cái video cái smart contract cái hợp đồng thông minh mà chúng ta đã có ở những video trước. Chúng ta phải gỡ nó ra thành các tác phẩm khác nhau. Chúng ta phải làm là xây dựng cái gì đó từ mức đầu tiên, mức top level, mức đầu tiên, mức contract. Bạn nhìn thấy là mình không thể đưa cái phần deposit vào phần contract được, bởi vì nó không đúng loại với nhau. Mà contract, khi mà muốn chọn ở contract ấy, thì mình click vào phần contract sẽ có những cái danh sách, những cái lựa chọn mà bạn có thể chọn được, như là when pay, các bạn chọn observation cũng như vậy, hay là action thì chúng ta sẽ nhìn thấy một deposit hay là choice. Mỗi một cái nhánh khác nhau thì có một cái thể hiện một cái màu khác nhau, hay là pay chẳng hạn là một cái màu khác, với lại value party thì nó cũng phải có public key hoặc là có row hay là token hoặc là bao bao thì có thể là lựa chọn. Mỗi một ngành khác nhau sẽ có một màu khác nhau. Làm sao xây dựng được một cái hợp đồng thông minh để ghép những cái phần lại với nhau. Ví dụ là when thì chúng ta có ba thành phần, nó là lựa chọn những cái trường hợp có thể xảy ra. Và sau đó thì sau một cái số lượng slot, đây ví dụ là 100, thì hợp đồng này nó sẽ tự động kết thúc. Đấy, thì khi nó kéo phần deposit vào when này có nghĩa là gì? Chúng nó đợi Alex sẽ đặt cọc vào đó 1.000 cái love place, 1.000 có là 1.000 love place vào tài khoản của Alex. Sau đó thì chúng ta lại bắt đầu đợi Bob đặt cọc 100 ADA vào tài khoản của Alex. Ta phải copy và paste. Đó, đây là Bob này. Đặt cọc 100 này. ADA vào Alex. Tài khoản Alex. Và sau đó chúng ta sẽ đợi kéo phần pay vào. Phải kéo phần payway được. Pay là payment đó. Bob là sẽ trả 110 đồng ADA vào tài khoản của Alex. Sau đó sẽ đóng đóng cái hàm đó lại. Sau 200 slot thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta chưa đưa ra cái gì cả. Chúng ta phải copy cái phần close này. Chúng ta nhớ là close là gì? Là khi mà chúng ta thực hiện close ấy, thì tất cả những cái phần tiền còn lại trong hợp đồng sẽ được trả lại cho người chuyển cho nó. Khi tôi đang phải chọn Ctrl C, Ctrl V để copy cái hàm close. Đó, chúng ta copy để lại được với nhau. Copy cả một cái hole, cả một cái cây nguyên như thế cũng được. Ví dụ pay hay deposit được luôn. Copy paste được. Và không thích thì xóa nó đi. Thì đây là một cái contract sẽ được xây dựng một cái ghép các khối lại với nhau trong Blockly. Chúng ta có thể chọn chỉnh sửa ở đây. Choice made when, đưa hàm when vào. Sau đó chọn là cái đưa một lựa chọn. Ví dụ là chọn chọn thì chúng ta phải có những ai ai là người chọn thì trong phần party có thể đưa vào đây là Caro. Caro được chọn, có thể là đưa ông ấy ra chọn từ 0 đến 1. Choose bound thì nó chọn phần bound. Sau đó thì thực hiện cái gì?
lúc đấy nó thực hiện cái phần pay hoặc là cái gì đó ở bên trong phần continuous. Đó, chúng ta sẽ thêm một cái phần observation, phần quan sát, xem là cái lựa chọn của Carol Carol là một hay không. Party là gì? Party chắc là từ Caro mà thôi đúng không ạ? Phải chọn là Caro ở đây nhập là một hoặc không. À, cái gì đó bằng cái gì đó. Giá trị của việc quan sát từ Caro. Giá trị mà Caro nhập vào là bao nhiêu? Giữa là một hoặc không. Chúng ta sẽ chọn một cái observation. Đúng rồi, join name by Caro. Pick by Carol, kéo xuống dưới, copy, Ctrl C, Ctrl V, value. Nếu đúng là một thì chúng ta thực hiện việc việc chi trả bao nhiêu? 1.001 từ Bob cho Alex. Nếu không thì chúng ta copy phần này ra. Điều ở phần else. Alex. Như vậy chúng ta có Alex đặt cọc, Bob đặt cọc, sau Alex chọn. Nếu mà cái đó chọn một thì Bob có được tiền. Ngược lại thì Alex sẽ có được tiền. Khi chúng ta hoàn tất đấy thì chúng ta sẽ đưa nó về bên simulator để xem nó chạy như thế nào. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái contract được thực hiện, được chuyển đổi sang Merlot. Và chúng ta thấy một cái lỗi ở đây là phần contract này, chúng ta là có zero á. Chúng ta quay lại phần simulator và nhập sửa lại phần đó. Đấy, chúng ta đây là slot 300. Cái hàm when ngoài cùng là có 100, sau 100 slot. Chúng ta quay lại với simulator. Chúng ta đã có hợp đồng. Trong trong cái simulator này rồi, cái trình soạn thảo mô phỏng này rồi, chúng ta sẽ nhìn tất cả các thành phần trong property bằng cách là click vào nó thì nó đưa những cái lựa chọn có sẵn và cái này được tô màu, có thể là những màu khác nhau.